cái đầu của cái tai nghe thì nó là đầu giờ rồi, thì mình vẫn là 19 này. Có đau không? Cũng thấy hơi tức và hơi đau một chút xíu. À, lúc đấy em nấc có lâu không? Lúc đấy nấc lâu và nấc nhiều ấy ạ. Khoảng bao lâu? Nó từ khoảng trước đây khoảng 10 phút rồi. 10 phút. Thế là ấn sau là khoảng 2-3 phút. Em ấn bao lâu? Em ấn là khoảng cứ như day day khoảng mấy chục cái gì đấy. À day. Vâng, day day và ấn nhấc lên nhấc xuống, cuối cùng thì 5 phút sau thì tự nhiên thấy nó còn biến mất hoàn toàn rồi. À, giỏi đấy. Hay đúng là phù thủy đấy. Phù thủy à? Vẫn nhớ đến 19 là tốt rồi.